chắc hẳn trong chúng ta ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống dư giả đủ đầy. Thì chúng ta hãy học tập theo suy nghĩ, thói quen, hành động của người thành công trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của tác giả ông T.H. Eker, Quy tắc thịnh vượng số 8 có chia sẻ: nhận thức cần lên tiếng để bạn có thể sống theo sự lựa chọn đúng đắn trong thời điểm hiện tại, thay vì bị điều khiển bởi sự lập trình trong quá khứ. Nhờ có nhận thức mà chúng ta biết sống với con người chúng ta ngày hôm nay, chứ không phải con người ngày hôm qua. Chúng ta chính là chiếc máy ghi thông tin. Tất cả những cái trải nghiệm trong quá khứ, chúng ta được dạy những gì, được nhìn thấy gì, nghe thấy gì, được trải nghiệm những gì, nó trở thành hệ thống niềm tin của mình. Vậy thì những niềm tin đó nó có hỗ trợ cho sự thành công của mình hay không? Ví dụ như chiếc áo Hằng đang mặc, nó là màu trắng, bởi vì ngày nhỏ chúng ta được dạy lặp đi lặp lại đây là màu trắng, thì chúng ta tin với màu sắc thì như vậy. Còn với những niềm tin về tài chính thì sao? Ngày xưa chúng ta hay được nghe những cái câu chuyện cổ tích như là Lũ Cường Hào Ác Bá, Lão Nhà Giàu Hà Tiện, rồi những cái nhân vật giàu có toàn là những người không tốt. Có thể nó phù hợp với cái thời điểm đó, nhưng những cái câu chuyện cổ tích đó thường là do những người nông dân viết. Mà những người nông dân thì họ đã có tư duy làm giàu chưa? Họ đã thành công chưa? Và nó trở thành cái hệ thống niềm tin về tiền của chúng ta. Chúng ta cứ nhìn thấy người giàu là có thể phán xét họ là chắc họ làm cái điều gì không đúng, hay là người giàu là người tham lam, là ích kỷ, là keo kẹt. Và chúng ta có những cái suy nghĩ, cái cảm xúc đó, thì những cái suy nghĩ đó là của mình mà. Và cái tiềm thức của chúng ta nó chiếm đến 90% năng lượng thông tin. Nó lại không biết phân biệt đúng sai. Chúng ta có cảm xúc, có suy nghĩ gì thì nó đang ghi nhận lại rằng chủ nhân của tôi không thích điều đó, rằng chủ nhân của tôi không thích giàu, không thích nhiều tiền. Vậy thì tiềm thức nó luôn đồng ý và cho thêm. Hay chúng ta thường nghe câu thất bại là mẹ của thành công. Tư duy này cũng rất tích cực. Điều này có nghĩa là bạn hãy thất bại đi thì bạn mới có thể thành công được. Nhưng tư duy của người thành công là thành công nuôi dưỡng thành công nối tiếp thành công. Bởi vì số đông chúng ta không hay ghi nhận chính mình mà chỉ nhìn vào những cái điểm chưa tốt của mình, rằng tôi không đủ tốt, tôi không đủ giỏi, người ta làm được chứ tôi không làm được. Ví dụ như anh chị đã bao giờ từng thuyết trình trước đám đông chưa? Lần đầu tiên thì mình rất là run, rất là hồi hộp, toát mồ hôi. Nhưng anh chị vượt được qua lần thứ nhất thì đó là thành công rồi. Và nếu anh chị lên lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ N thì chắc chắn chúng ta giỏi hơn, đúng không ạ? Hay ví dụ như cái việc học lái ô tô. Với phụ nữ thì rất nhiều người nó là chưa dễ dàng. Và bản thân Hằng cũng đã cảm nhận được điều đó. Mình rất là thích. Và thời gian đầu mình học bằng ý thức, rất là sợ, rất là căng thẳng. Nhưng đến khi mình biết lái rồi thì nó trở thành cái thói quen, nó thấm sâu vào tiềm thức của mình rồi. Mình chỉ cần ngồi lên là mình lái thôi, mình không phải suy nghĩ gì cả. Vậy cho nên là người thành công có câu là tất cả mọi thứ đều có thể học được. Chúng ta thiếu cái gì chúng ta học cái đó. Hằng đang có bộ bí kíp của những người thầy trí tuệ tâm sáng, rất thành công và giàu có. Và bản thân Hằng cũng như hàng chục nghìn anh chị em đã và đang ứng dụng, có những cái kết quả rất là tuyệt vời về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nếu anh chị đang thực sự mong muốn đón nhận món quà này thì có thể nhắn tin cho Hằng gửi tặng và cùng rèn luyện mỗi ngày để chúng ta có những cái điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Anh chị thấy ý nghĩa thì có thể follow kênh của Hằng và chia sẻ cho nhiều người biết đến cái kiến thức này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Hằng.